Lính bắn tỉa, sĩ quan phản gián Max. Tập 4. Nếu đó là sai, nếu cô ta lừa cậu như đã tuyển mộ Rokurov, còn thực chất thì cô ta làm việc cho bọn Đức. Cứ cho cô ta ở đây, dù chỉ vài ngày. Anh nói với Valia, nhưng để tôi nghĩ ra cái gì đó đã. Chuyện đó thì cậu khỏi lo. Còn cậu thì cậu sẽ làm gì? Cậu nên hiểu, với tình huống này thì cậu rất dễ đứng dựa cột. Tôi nhờ anh một ngày, cậu biết rõ hơn. Còn tôi với Valia thì anh có thể hy vọng được. Đại úy Gribov bảo tôi tìm anh. Ở hồ mấy nữ điện báo viên bị bắn. Họ nói anh đến đó gấp. Valia ở đó, lên xe đi ngay. Tôi đi với cậu, không cần, anh ở lại đây. Trung úy lại đây. Khẩn trương, tập trung tất cả và ta đến hồ cùng với Egorov. Gì thế David? Tại sao anh lại mạo hiểm đến như vậy? Chỉ vì một con đĩ Nga. Cô ta là một phần của đội, hơn nữa lại là điện báo viên. Dù kết quả sẽ thế nào, ta phải báo chuyện đó về trung tâm trong 2 ngày tới. Hay là anh biết làm việc đó mà không cần cô ta? Phải lùng sục khu vực quanh hồ, thi hành. Anh nghĩ sao? Bọn đó à? Bọn đó, bọn mà ta đang tìm. Còn nếu là tàn quân của Đức, chúng đầy, lẫn trốn khắp rừng. Mới đây ta còn bắt được chúng. Không, xạ thủ rất chuyên nghiệp. Cự ly hơn 300 mét.
Các đồng chí sĩ quan, giấy tờ của các đồng chí. Xong, ta vào. Tôi đầu hàng, đầu hàng. Tôi xin đầu hàng. Cô ấy đâu? Ở nơi họ chờ cô ta. Tôi sẽ chỉ cho các anh. Thượng sĩ, có tác phẩm của hắn. Cái gì đấy? Diêm, của Đức. Thằng bắn tỉa bắn từ đây. Tôi đã từng gặp hắn. Ở đâu, lúc nào? Ở Stalingrad năm 42. Lúc đó hắn chỉ huy một tổ. Thế thì hắn bắn các cô làm gì? Lại gây ồn ào nữa. Lô Tha à? Anh làm gì ở đây? Cô nghĩ là tôi bỏ cô ở đây à? Để cô lại với hắn à? Giống như hắn vứt cô ở Stalingrad hồi trước à? Hy vọng cô chưa làm điều gì ngu ngốc chứ? Cô hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu cô lừa dối tôi? Vâng. Tôi có thể tin cô được chứ? Anh có thể tin tôi. Được. Họ vừa nhận được lệnh. Ngày mai họ sẽ đánh tiêu diệt tất cả các người ở trong vòng vây. Tôi cố để báo tin cho anh, nhưng anh ta chờ tôi ở đó, ở tháp xây bột ấy. Ừ, hắn là đối thủ nguy hiểm. Nhưng thế thì càng tốt. Ta xong cả rồi, Lô Tha à, rất tốt. Tôi để lại thông điệp cho hắn ở đằng ấy, ở hồ. Hắn sẽ sớm quay về đây. Anh định sẽ làm gì? Cô đừng lo. Tôi cần hắn phải sống. Chuẩn bị. Nổ súng theo phát súng của tôi. Chúng ta chỉ có vài phút xử lý, không nhiều hơn. Có chuyện gì ở đây à? Ổn cả. Đại tá Maximov ở đâu? Đi rồi. Sẽ sớm quay về đây. Có bọn Đức. Đem cô ta đi. Hãy
Tên bắn tỉa ở cửa sổ. Bắn từ chỗ kia, ở phía trên. Thế nào, Vida? Cậu muốn đánh nhau với đối thủ thật sự. Các cậu đang có cơ hội đó. Giữ chân bọn chúng lại, chừng nào còn có thể. Chúc may mắn. ACF, yểm trợ tớ, được. Sao? Đúng hắn chứ? Nếu không tính đến việc hắn tự chui vào chồng. Bây giờ chẳng còn ai để hỏi. Bọn còn lại chạy hết cả rồi. Chúng để cô gáy lại, để kìm chân ta lại lâu hơn. Egorov, nghe nói anh đã gặp thằng bắn tỉa này rồi à? Đây, cái này từ hồi Stalingrad. Còn cái này hắn cố tình để lại, để tôi biết mình có việc với ai. Lấy trộm. Từ điền trang của Lothar von Diebitz. Lothar von Diebitz, đó là tên hắn. Ừ đúng. Diebitz. Hắn đâu? Mẹ kiếp. Đúng kẻ thù của Egorov. Tại sao trước đây không nói cho tao biết? Cầu Chúa đi, để bọn chúng chưa thoát khỏi vòng vây. Không có nghe gì à, ở đâu cả chỉ huy à? Xe của ban chỉ huy bị mất. Sao? Chạy chán chưa? Onisenko ký lệnh bắt giữ cậu. Tôi đã bảo cậu đừng làm tôi phải mang tiếng. Bàn giao vũ khí. Dừng lại. Đồng chí chính ủy, tôi lấy Egorov để tăng cường cho tổ tìm kiếm của Smax. Tất cả đã thỏa thuận với cấp trên, hy vọng chính ủy không phản đối. Đại úy, lên xe, rõ. Đưa súng cho tôi, rõ. Gì vội thế? Thủ trưởng, cậu không vui à? Những gì Egorov gây ra thì ra tòa án bên cũng được. Tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tốt. Biết công nhận sai lầm của mình là tốt. Bây giờ cậu nói nghe, làm sao bắt được Diebitz? Hắn ra khỏi vòng vây chưa? Ra rồi. Và còn đem theo cô Belova của cậu. Thế cô ta là ai với cậu? Bồ à? Rõ rồi.
Cậu có hỏi về đội du kích của Rokurov. Tôi có lời khai của một tên cảnh sát phụ trợ. Bọn Đức có người của chúng trong đội Rokurov. Biết đặc điểm nhận dạng của hắn thế nào không? Môi như của thỏ. Cho nên hắn nộp đội du kích cho Đức mà không cần đánh đấm gì cả. Sau đó hắn nhận ra cô Belova ở ban tham mưu, rồi hắn định thanh toán cô ta để xóa dấu vết. Điều đó có nghĩa là trong một tình huống nào đó, chúng ta có thể sử dụng cô ta làm điện báo viên. Anh kể hết với tôi để làm gì? Trong nghề chúng ta, Egorov à, đôi lúc cần cho người ta hy vọng. Khi nuôi hy vọng thì sẽ làm được khối việc. Hơn nữa, tôi không thích khi mình bị cho là ngốc. Và Egorov cũng không ngốc. Quan trọng là cậu hiểu điều đó. Và ta sẽ làm được việc. Nào ta đi, vào một vòng. Tài liệu này. Đem súng lại, rõ. Cậu thấy sao hả? Ở đây cũng cố gắng lắm. Thấy rõ là lo ngại gì đó. Sao thế? Họ được chọn cẩn thận. Tôi trực tiếp xem xét từng người. Đấy, hình xăm trên tay kia. Kiểu như là của ta. Cậu kia như nhạc công. Mang giày Liên Xô. Thằng Đức chạy vào đây. Tội gì phải đổi giày. Rồi nói chuyện bằng tiếng Nga nữa. Ừ, bây giờ thì tôi hiểu. Tại sao cậu được coi là người có tài? Ai chỉ huy đơn vị giả này? Kurt von Dibitz. Tôi trực tiếp tuyển mộ hắn ở trại tù binh. Tôi chỉ không hiểu một điều cuộc chơi này. Bọn Đức cố tình cử đến cho ông chú hay là sao? Lothar von Dibitz sẽ đến đây. Nhất định sẽ đến nếu hắn hiểu sự tình như vậy. Ừ, lời của cậu sẽ linh nghiệm. Không thì tôi cứ lo mãi. Vậy nên nếu có gì thì ta sẽ phối hợp ngay. Này, cảm anh bạn của cậu. Thấy quân ta có vẻ nghi ngờ rồi. Và dọc đường còn nhiều việc. Nào, bắt đầu. Ta lên xe. Nhận được điện của bọn Đức. Lão đi biết trực tiếp xác nhận thông tin đó. Từ đó mà ta biết. Hình như bọn Đức không tin. Bộ chỉ huy Đức ra lệnh phải thận trọng tối đa. Chỉ để người Đức thật sự trung thành trực giác. Còn ai chống phát xít thì loại ra. Xong. Bảy chuột đã sập cửa. Bây giờ quan trọng là lão đi biết cộng tác với chúng ta. Hy vọng tin hắn được chứ. Đáng ngờ lắm. Hắn quá biết chúng ta chờ gì ở hắn. Nếu biết thì lão chú đi biết sẽ báo hiệu cho thằng cháu. Ta đi. Chú Quốc. Lotha. Chú ơi, họ cử đến gặp chú. Tại sao cháu lại đồng ý? Để kéo chú ra khỏi đây. Cảm ơn cháu của chú đã mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng chú không xứng đáng với điều đó. Lúc đó hồi ở Stalingrad, điệu văn này đã làm chú như phát điên. Còn bây giờ,
Chú thậm chí lại thích nghe nó. Cháu mong chú hãy tin cháu. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Cháu nghĩ chúng bắt ép chú à? Không. Chú tự đề nghị chúng để chú giúp trong việc này. Ta đang thua cuộc chiến này, Lotha à. Và nó kết thúc càng nhanh thì sẽ càng ít những nạn nhân phải chết một cách vô nghĩa. Chú đã thay cha của cháu. Khi mẹ mất, chú đã nuôi dưỡng cháu trưởng thành, dạy cho cháu biết chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung. Còn bây giờ thì chú hối tiếc vì chuyện đó. Và mẹ cháu chắc sẽ căm ghét chú. Chú suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra ở đó, ở Stalingrad. Toàn bộ cuộc chiến tranh này là một sai lầm khủng khiếp. Tha lỗi cho chú vì chú lôi kéo cháu vào chuyện này. Lúc đó cháu ở lại châu Phi thì sẽ tốt hơn. Cháu sẽ đưa chú ra khỏi đây. Thậm chí nếu cháu buộc phải dùng đến sức mạnh. Không. Egorov, không nhúng tay vào, chúng tôi tự làm. Xong, Egorov. Kết thúc. Thất bại hoàn toàn. Phải báo cáo cho trung tâm. Anh khoan báo cáo đã, để gửi tin đi. Dibit cần có điện đài và điện báo viên. Ta biết khu vực chúng đổ bộ. Biết nơi chúng phát sóng đi. Căn cứ của chúng ở trong rừng. Ta đến đó phải mất vài tiếng. Ta sẽ tóm bọn chúng, nhưng không phải người Gribov làm, mà cần mấy cậu của tôi. Thiếu tá, ta để mất thời gian. Đừng vội, Egorov, đừng vội. Đừng để phí thời gian. Có thể lùng sục khu rừng, càng nhanh càng tốt. Khu rừng quá lớn, để lùng sục hết, ta có thể bố trí bao vây, chặn các lối đi lại. Với số người còn lại, chúng ta không kịp làm trong vài tiếng, nghĩa là phải nhờ đến Gribov. Tôi đi nhờ không quân. Để làm gì? Còn gì nữa? Để chặn từ trên không? Bây giờ quan trọng là phải ra tay trước. Phải tóm được điện đài và điện báo viên. Ta bắt Dibit bằng cách nào? Không sao, hắn chạy đâu thoát. Chó đã bắt được vết. Nhân viên tốt nhất đang đến. Lúc nào sẽ có máy bay? Một tiếng rưỡi nữa. Egorov đi đâu? Cậu không cứu được, không ai cứu được. Cậu chỉ làm hại mình. Nếu tôi không cứu thì anh cứu. Cô ấy sẽ gửi tin với từ mật mã. Còn nếu không, nếu tôi với anh nhầm thì sao? Không được mạo hiểm thế, Egorov. Cấp trên đã ra quyết định phải tiêu diệt tất cả. Egorov, đứng lại. Đó là mệnh lệnh. Thêm bước nữa, tôi sẽ bắn. Tiến lên. Hành động đi. Rõ. Tất cả nghe mệnh lệnh chiến đấu. Đồng chí chỉ huy, có dấu vết, còn mới, có mùi khói. Bọn chúng kia, sao mô đức. Tiến lên, rõ. Tiến lên.
Tại đó đi. Egorov. Từ lâu tôi muốn nói với anh. Genia yêu anh. Và anh cũng yêu cô ấy. Tôi biết. Và anh còn nhớ. Chúng phải qua suốt hai lần nữa. Chúng ta chia đôi ra. Tiến lên. Rõ. Không thấy rõ. Ta phải lại gần hơn. Cậu thế nào? Ổn cả. Thấy chúng không? Có, giết được một đứa. Đứa kia bị thương. Cậu đè mạnh lên. Golikov, theo tôi. Nếu gặp Gribov thì đưa cho anh ta bản đồ này, rõ chưa? Còn ACF, tôi đi nữa tôi còn bắn được. Chúng còn ba đứa mà một đứa thì bị thương. Tôi và ACF làm được. Cậu chặn suối, phía dưới dòng chảy, rõ. Nào đi, nhanh lên. Ta chia ra. Thế nào? Chó bị mất vết. Mất thế nào? Lúc đầu đi theo rất tự tin. Xong rồi dừng lại ngay, kiểu như sợ gì đó. Đứng và kêu, không chịu đi. Cậu với mấy con chó của cậu làm hỏng hết việc. Ngoãn máy bay lại. Đang đến thưa thiếu tá. Chúng tôi không kịp ngoãn. Nick Sisson. Biết tiếng Nga không? Có. Sẽ gặp đi biết ở đâu? Vâng, tôi chỉ trên bản đồ. Nằm xuống.
ACF. Leg die waffen nieder. Oder ich bring sie auf. Hắn nói anh vứt súng đi. Anh biết, em không có lỗi trong việc đội du kích bị giết. Đó là do Beverly phản bội đội. Anh biết cần làm gì để bây giờ có thể giúp em. Em cần phải gửi tin báo mà các anh cần với từ mật mã. Anh sẽ kéo em ra khỏi đây. Anh hứa, con gái của anh trong tay hắn, cái gì? Hắn đang giữ con gái của anh. Em xin con gái. Vào tháng 6 năm 43 ở Berlin, con gái của chúng ta, của em với anh, hắn đem con bé đi ngay. Thậm chí lúc đó em không kịp đặt tên cho con. Em đã nghĩ là em sẽ không bao giờ được gặp con. Và hắn hứa sẽ trả lại cho em. Anh có biết không? Nếu em hoàn thành nhiệm vụ của hắn giao cho em, xin anh tha lỗi cho em. Ừ, bắn đi. Tôi ở đây. Cô bị thương à? Không, máy bay ném bom khu rừng. Những người còn lại bị chết hết. Tôi thấy cô đã giết hắn. Cô xử sự rất đúng. Tôi muốn biết con tôi ở đâu. Tôi sẽ nói ngay sau khi ta gửi điện báo xong. Ta cần phải đi. Genia đi rồi à? Không, cô ấy cùng chúng ta. Định bắn anh à? Nếu muốn giết thì đã giết rồi. Còn cô ấy biết nên bắn vào chỗ nào. Cô ấy là y tá mà. Ta cần phải đi. Cần phải đi ACF à? Cậu đi trước, tớ sẽ theo sau. Bây giờ thì ổn rồi. Warum kommen die
Ngày mai máy bay sẽ đến. Thay vì đạn dược, máy bay sẽ ném xuống đầu bọn chúng thùng bọc khóa với mảnh bom. Chuyển điện đi. Dietrich. Cuộc gặp gỡ với chú đã diễn ra tốt đẹp. Chú Kurt bị bệnh. Yêu cầu lưu ý chuyện đó. Từ gì? Cần từ mật mã. Matilda. Điện báo đã được gửi. Matilda. Đó là tên con gái của cô. Matitka. Tên mẹ của tôi cũng như vậy. Con gái của tôi đâu? Nói ngay đi. Đứng lại. Hay là tôi sẽ bắn cô. Quay lại đây ngay. Gần giống như khi ở Stalingrad. Này, cầm. Lại đằng kia. Bắn đi. Lại đây. Với hắn thế là xong. Ta đi. Con gái cô ở chỗ tôi. Tôi gửi nó đến điền trang của dòng họ ở Nam Phi. Chúng ta sẽ sống ở nhà của dòng họ tôi, trong một điền trang đẹp và rộng vô tận. Cô sẽ thấy bình minh ở đó đẹp như thế nào. Không gì so sánh được. Ở đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Cô, tôi và con gái của cô. Có gì không phải thế à? Tôi đã lừa dối anh. Tôi gửi điện nói rằng trong vòng vây đúng là đơn vị của quân đội Đức. Cô làm thế để làm gì? Chẳng lẽ hắn đối với cô quan trọng hơn con gái của cô? Thì còn gì nữa? Cô đã lựa chọn cho mình. Vĩnh biệt.
Em biết không, anh muốn nhìn thấy mặt con quá. Dù chỉ một khoảnh khắc, anh yêu em và con nữa. Nhắc lại đi. Anh yêu em. Chiến dịch Barry Ozino tiếp diễn đến tháng 5 năm 1945. Năm 1959, Egorov và Genia trong tổ tình báo đội lớp của Liên Xô đã đến vùng Nam Phi. Gần 2 tháng sau, họ tìm ra con gái của mình. Biên dịch Dmitry Trần.